cả nhà hôm nay Thảo ghé cái xe mì hủ tiếu Bảo Viên của cô chú ở trên đường Nguyễn Thị Nhỏ. Cái này là chú 2 giờ là đẩy ra bán nè. Xe hủ tiếu mì Bảo Viên ở đây thì đặc biệt ở đây cái là không có bàn gì hết á, mọi người cứ bưng ăn thôi ha. Tới đây thì chỉ có một cái ghế ngồi thôi, kiểu giống như là xe hủ tiếu Gò hồi xưa ấy vậy á. Hủ tiếu Gò còn có cái bàn nhưng mà chỗ cô chú là chật hẹp cho nên có bàn luôn. Chú mình bán là 2 giờ đến mấy giờ chú? 6-7 giờ tối gì không? Là hết rồi. Dạ, có nghĩa là bán cũng hết sớm thôi. Đây là ngồi bưng ăn thôi nha cả nhà, không có bàn ghế gì hết á. Cô chú bán trước số 125 đường Nguyễn Thị Nhỏ cả nhà. Dạ. Bỏ đợi đó đi, đợi ăn. Ăn xong rồi giới thiệu tiếp. Đây. Thảo kêu tô mì Bảo Viên ghế này cả nhà. Cô một tô nhiều nhiêu tiền cô? 25 ngàn, hủ tiếu mì 28 ngàn. Dạ. Nếu mì thì 28, còn thường thường là 25 ngàn. Đây mọi người thấy cái tô mì Bảo Viên nhìn hấp dẫn không? Cái viên Bảo Viên này chắc dai dữ lắm, ăn thì chấm thử ra. Bảo Viên khá là ngon á. Khách đông lắm, mới đòn ra khách đông dữ lắm nha. Mì nhìn hấp dẫn. Và cái đặc biệt ở đây là không có bàn, mọi người ăn phải ăn đợi vậy nè. Đó, nếu mà cả nhà mà thích cái món mì Bảo Viên thì có ghé ở số 125 đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11 để ăn thử. Công nhận là cái hủ tiếu Bảo Viên ở đây rất là ngon luôn á. Một phần ăn vậy 25 ngàn thôi á cả nhà. Cô chú bán trên vỉa hè vậy ta. Chú bán lâu chưa chú? Bán lâu rồi. Dạ. Bán được 30 năm chưa? Hồi đó tôi đẩy đi bán. Dạ. Kiểu hồi xưa là chú đẩy đi bán dọc đường vậy á. Ai kêu thì chú bán. Cho nên là không có bàn ghế, đó là cái lý do sao mà không có bàn á.
kéo ngoài viên không? Bây giờ đông lắm luôn này. Đây thì có mì gói, mì dắt, hủ tiếu, phở. Mình ăn cái gì ăn cái nhưng mà chỉ có một cái loại duy nhất là bò viên thôi. Quán hủ tiếu không có bàn, duy nhất ở Sài Gòn luôn. Chú ở đấy có chỗ hay sao mình để cái bàn chú? Sao không
để bàn á. Không có để bàn. Dạ. À, để ghế thôi. Dạ. Ghế là hơi lắm. À, lúc trước là ngồi trong hòm đó hả? Giờ còn cái ghế kê là hên lắm rồi đó. Ghế bà chỉ nhà bà cho thôi. Chứ không ơi là họ không cho kê ra trước vỉa hè người ta đúng không? À, đó là cái lý do sao ở cái quán hủ tiếu này nó không có bàn. Ngột. Dạ. Quán là quán bùi đời, ăn thích chết rồi. Bùi đời. Ờ đó đúng không? Bùi đời là phải ăn bùi đời không? Dạ. Chắc bán lâu lắm rồi đúng không anh? Bán rồi, giờ bỏng lên táo bỏng bỏng lên nó bán lâu năm rồi. Hồi đó là không bán chào. Bây giờ có cái chỗ thì chủ nhà này cho không? Là có nghe mọi người nói đây là cái quán hủ tiếu ngồi chùm hòm ăn vậy thôi à? À sao? Có ghế rồi, lúc trước là chùm hòm. Ngồi tận dụng cái vỉa hè gì mà ngồi lên thôi nè, bưng mà ngồi ăn thôi á. Có cái ghế đó nè. Dạ, giờ có cái ghế là lên đời lắm rồi đó. À, giá thì cũng bình dân có 25 ngàn tô cho nên khách ăn cũng rất là đông. Có trước hôm nay em 20 ăn đây là 25. Dạ. Nhưng mà em thấy cũng ngon cái nước dùng ngọt này, à, bò viên ngon này cho nên là khách rất là đông. Đây là mọi người đặt cho là hủ tiếu chầm hõm, ngồi chầm hõm. Dạ. Rồi cái anh này nói là ngồi chầm hõm nhưng mà xe hơi đến ăn không à. Bạn có mấy tiếng rồi, bạn từ 2 giờ đến tầm 4 5 giờ chiều là hết đó, nếu mà đi trễ là hết. Hay dữ. Đó ăn rồi. Đó rồi đây cũng ăn. Đó. Đứng ngồi được. Dạ. Ngồi chùm hộp vậy ăn thôi cả nhà. Chứ không có bàn. Anh nói là sau này mới lên được cái ghế chứ hồi xưa là ngồi nơi cái thành vỉa hè vậy và ăn thôi. Và bưng dọc đường này, chỗ nào cũng có cái thành vậy đó, ngồi kê cái mông vô đó rồi bưng tô và ăn thôi.